Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Taxi điện Việt Nam không được chính phủ Campuchia cấp phép hoạt động. Ngày 14 tháng 7, BBC Tiếng Việt loan tình, Thủ tướng Hun Manet bác thông tin cho công ty taxi điện Việt Nam hoạt động tại Campuchia. BBC dẫn báo Khmer Times ngày 14 tháng 7 cho biết, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ của ông cho phép các công ty taxi điện của Việt Nam và Trung Quốc hoạt động tại Campuchia. BBC dẫn lời ông Hoenanit cho biết, ông nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy về việc một nhóm người đã huy động các tài xế xe ôm và taxi ba bánh, còn gọi là tút tút, lên tiếng phản đối với cáo buộc chính phủ đã cho phép công ty xe điện Trung Quốc và Việt Nam hoạt động tại Campuchia và điều đó có thể khiến họ mất việc làm trong tương lai. Ông Hoenanit cho biết về vấn đề này ông đã nói rõ nhiều lần rằng chính phủ Campuchia chưa bao giờ cấp phép cho các công ty xe taxi điện từ Việt Nam hay từ bất kỳ quốc gia nào làm ăn, kinh doanh tại Campuchia. Và đây là hình bài trên BBC. Ông nói Campuchia chưa cần các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực taxi điện. Thủ tướng Campuchia cũng nhắc lại mối quan tâm của chính phủ trong việc cải thiện mức sống của công nhân làm việc trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thống, bao gồm tài xế xe ôm hoặc xe ba bánh. Bên cạnh đó, ông Hun cũng cảnh báo những người tung tin giả sẽ lãnh các hậu quả pháp lý và kêu gọi các tài xế xe ôm, xe ba bánh, không tin vào sự kích động của nhóm người này. BBC cho biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đặt mục tiêu sau Lào sẽ là Campuchia. BBC cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Campuchia bác bỏ khả năng Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực taxi điện tại quốc gia này. BBC đề cập đến thông cáo của người phát ngôn chính phủ Campuchia bác bỏ tin tập đoàn Vingroup có kế hoạch khởi động công ty gồm 2.500 xe taxi điện ở Phnom Penh, Sihanouk Vili và Reap vào tháng 12 năm 2023. Theo thông cáo trên, nguyên nhân của sự hiểu lầm là từ cuộc gặp giữa Thủ tướng Hun và Chủ tịch Vinh Rức Phạm Nhật Vượng vào chiều ngày 12 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Hun Theo BBC, vào tháng 6 năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng công bố quyết định thành lập công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi. Xe chạy dịch vụ là các sản phẩm xe điện của VinFast. Và đây là hình Thủ tướng Campuchia, hình Manit. Tháng 11 năm 2023, GSM đã khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào. Theo thông cáo chính thức, VinFast cho biết, ngay sau Lào, GSM sẽ mở rộng ra các quốc gia Đông Nam Á. Tháng 1 năm 2024, GSM cho biết họ xem Indonesia là thị trường tiềm năng và trọng điểm, với tuyên bố vốn đầu tư có thể lên tới 900 triệu đô la. Vẫn theo BBC, vào tháng 11 năm 2023, trả lời báo VN Express, ông Nguyễn Văn Thanh, tổng giám đốc công ty GSM Toàn Cầu nói rằng, sau Lào sẽ là Campuchia. Như vậy, Campuchia đã được dự tính là một điểm đến tiếp theo sau Lào của GSM. Nhưng đến nay, tập đoàn này không thể hoạt động tại xứ sở Chùa Tháp. BBC cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast VF9. Ông Tô Lâm ngày 11 tháng 7 đã đích thân lái một chiếc xe VinFast VF9 chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào đi một đoạn, trong khi tại Campuchia ông không tặng xe VinFast trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình kinh doanh của VinFast. BBC tiếp tục cho hay hãng xe điện Việt Nam đã hoãn khánh thành nhà máy tại bang Bắc Carolina tại Mỹ sang năm 2028. Hãng cũng hạ mục tiêu bán hàng cả năm từ mức 100.000 chiếc xuống còn 80.000 chiếc trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu chững lại. BBC dẫn số liệu từ Bộ Giao thông Công chính Campuchia. Theo đó, tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Campuchia có tổng cộng 2.900 xe điện được đăng ký chính thức. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc đang dẫn đầu tại thị trường này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Taxi điện Việt Nam không được chính phủ Campuchia cấp phép hoạt động. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Yếu tố Hồng và Chuyên trong Bộ Chính trị Ngày 5 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận Việt Nam, Bộ Chính trị và vấn đề Hồng hơn Chuyên Theo đó, sau khi ông Đinh Tiến Dũng ra đi, Bộ Chính trị càng trở nên Hồng hơn Chuyên Theo nhiều nhà phân tích, điều này phản ánh nỗi lo của đảng BBC dẫn đánh giá của tiến sĩ khoa học chính trị Nguyễn Khắc Giang cho rằng Bộ Chính trị khóa 13 hiện chỉ có ông Lê Minh Hưng cựu thống đốc ngân hàng nhà nước được coi là nhà kỹ trị. Trong khi đầu khóa, theo ông Giang, con số này là 5 người nhưng đều đã xin thôi, gồm có Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng. Trong khi đó, Bộ Chính trị khóa 12 có 7 người được cho là nhà kỹ trị. Tiến sĩ Giang viết rằng, đây là tỷ lệ kỷ trị thấp nhất trong Bộ Chính trị kể từ năm 1997. Đảng thường tuân thủ nguyên tắc vừa hồng vừa chuyên này, tầm quan trọng này hiện đã lệch hẳn sang vế đầu. Và đây là hình bài trên BBC. Tiến sĩ Giang chỉ ra rằng chất kỹ trị ngày càng suy giảm của các nhà lãnh đạo hàng đầu làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức nhiều mặt từ các vấn đề kinh tế đến chuyển đổi năng lượng và chính sách đối ngoại. Theo ông Giang, điều này cũng cố niềm tin rằng trong bối cảnh không chắc chắn của chiến dịch chống tham nhũng sẽ khôn ngoan hơn nếu các quan chức giữ an toàn bằng cách làm ít hơn để tồn tại thay vì chấp nhận rủi ro. Thực tế này khó mà khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm để giải quyết tình trạng tê liệt quan liêu hiện nay. BBC dẫn bình luận của giáo sư Carthager, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm cho rằng, để hiểu thấu đáo thì cần làm rõ sự khác biệt giữa người có chuyên môn về lĩnh vực nào so với nhà kỹ trị. Giáo sư Carthager nêu trường hợp của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi ông Chính được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào năm 2016, đã có nhiều lời chỉ trích rằng ông thiếu kiến thức chuyên môn về kinh tế. Theo quan sát của tôi lúc đó, có lẽ ông ấy rất giỏi lắng nghe tư vấn chuyên môn và giỏi về mặt quản lý. Đồng thời, ông Taylor cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc xét đến các thành viên của chính phủ vì ông cho rằng trình độ của các bộ trưởng hiện nay là nguồn chuyên môn kỹ thuật chính để lãnh đạo Việt Nam. Và đây là hình bộ chính trị khóa 13. Về yếu tố hồng của giới lãnh đạo, BBC dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng do công tác nhân sự mà ông Trọng dẫn dắt đã thất bại, nên ngay cả yếu tố hồng cũng không được đảm bảo. Từ đầu khóa tới nay, Bộ Chính trị đã mất 7 ủy viên, trong đó có 5 người mất chức trong năm 2024. Trong số những nhân vật lớn mất chức, có những người suốt sự nghiệp chỉ làm công tác đảng, có thể coi là hồng của hồng, hồng hơn cả hồng, như ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai. BBC dẫn lại nhận định trước đây của giáo sư Kataya rằng, việc nhiều ủy viên bộ chính trị có cả tớ trụ bị mất chức và các ủy viên trung ương đảng chịu tù tội cho thấy công tác nhân sự rất yếu kém. Trong khi đó, BBC cho biết công tác nhân sự luôn được ông Trọng nhấn mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt và liên quan đến vận mệnh của đảng và tiền đồ phát triển của đất nước. Việc có quá nhiều cán bộ cấp trung ương quản lý bị kỷ luật, bị truy tố, khiến tổng trọng càng nhấn mạnh yếu tố hồng trong công tác nhân sự thể hiện qua 3 trong số 4 người vừa được bổ sung vào Bộ Chính trị. Đó là trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Abuza rằng ba người này đều không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước hay trong lĩnh vực kinh tế, cho thấy đảng đang thật sự quan ngại về công tác huy động quần chúng và sự kiểm soát của đảng. Quý vị đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Yếu tố hồng và chuyên trong bộ chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.